1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt dịp Tết. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ phép, 29.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng hơn 21.000, tương đương 277% so với Tết Nguyên đán 2023. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, số người vi phạm nồng độ cồn chiếm 41,2% trong tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn bao gồm thành phố Hồ Chí Minh là 2.500 trường hợp, Hà Nội gần 1.200 trường hợp, Đồng Nai hơn 1.000 trường hợp, Bắc Giang 975, Nghệ An 880, Bình Phước 870. Trong các ngày nghỉ dịp Tết, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 71.400 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng, tạm giữ hơn 1.800 ô tô, hơn 34.000 xe máy. So với Tết Quý Mão 2023, số xử phạt tăng 48.700, tăng 220%, tiền phạt tăng 131 tỷ đồng, tăng 260%. Hơn 16.700 trường hợp bị xử do chạy quá tốc độ, tăng gần 7 lần so với năm ngoái. Cảnh sát cũng phát hiện 114 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, trong đó Hà Nội 20 trường hợp, Đắk Lắk 17, Đồng Nai 10. Số phương tiện bị phát hiện chở quá số người quy định là 689. Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt, cụ thể toàn quốc chỉ xảy ra 541 vụ tai nạn, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết thì số người chết giảm 24,38%. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Tết Giáp Thìn 2024, Cục đã chỉ đạo lực lượng thường trực trên các tuyến đường trọng điểm để hỗ trợ giúp đỡ người dân về Tết, quay trở lại thành phố lớn để làm việc, học tập. Hơn 230.000 lượt người được hỗ trợ nước uống, thức ăn và nhu yếu phẩm khác. Công an tặng mũ bảo hiểm, phối hợp thay dầu xe miễn phí, giúp sửa chữa xe, giúp đỡ người dân ốm đau trên đường di chuyển. Đơn cử như đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã dùng xe chuyên dụng mở đường đưa xe đến bệnh viện nhi cấp cứu kịp thời một cháu nhỏ. Ông sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không có vùng cấm. Số người chết và số vụ tai nạn giao thông giảm cho thấy những nỗ lực của cả hệ thống chính trị bước đầu có kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Năm 2024, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên ngày đêm, không có vùng cấm. Không vội mừng khi tai nạn giao thông được kéo giảm. Để an toàn cho mình và cho người thì bà con của chúng ta cần chú ý, đã uống rượu bia thì không lái xe, để tránh trường hợp bị phạt nha bà con. Chúc bà con đầu năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Tiếp sau đây xin mời bà con, cô bác, anh chị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh có liên quan đến giao thông nhé.